Đây nha, có một chiếc nồi Hitachi đây. Em tháo ra này kiểm tra cái khóa hung của nó các bác nhá. Đây con này tháo cái nắp ra như này. Ở dưới này nó có hai cái con ốc này. Đây hai ốc ở đây. Đấy, ở bên trên thì nó có hai cái tre này các bác nhá, hai cái miếng tre này các bác lấy cái tô vít còn cái gì mỏng bác cậy đi. Còn lấy lấy tô vít tháo cái con ốc ra. Tháo ốc ra. Đấy, sau đấy cậy nó đi. Đây, đây này. Đấy cậy ở cái mép này, cậy ở cái mép này thì nó sẽ bật cái nắp này ra các bác nhá. Đấy, để kiểm tra. Đây thì em cũng thực ra thì em cũng tìm hiểu rồi. Nhưng mà hôm nay em cũng chia sẻ các bác về cái khóa vùng của dòng Hitachi nhá. Đây. Về cái phần này này, cái phần này thì không có cái gì để hãm rồi. Nó chỉ là nó giống hệt như những cái chiếc nồi khác như như nồi Tiger thường không phải áp suất nhá. Đấy cái nãy này hay là Panasonic thường, những cái dòng mà nó mở ở đây thì con này nó không có gì. Ở đây có một cái lò xo này để nó đẩy, mình bật ra thì nó đẩy về. Và nó hai bên này là cái chốt thôi. Đấy, cái này thì không có cái gì khóa nó cả nhá. Nó chỉ khóa phần này. Đây. Nó khóa phần này đây, em tháo phần này ra cho các bác xem này, nó dễ này. Đây, đây có nhìn nhá. Đây. Tháo hoàn ra. Đây. Đây. Đây cái này con ốc này nó nằm ở đây. 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 Đây nó cũng có một cái nẫy này, đây nó cũng có một cái nẫy nhựa này. Đây. Khi nào mà đóng áp suất ấy, đây cái này là áp suất đang mở này, khi nào cuộn từ đóng áp suất thì nó hút cái này về. Nó hút cái này về thì viên bi nó sẽ trở về. Này. Nó hút thường thường thì viên bi nhá, thường thường khi chưa đóng áp suất ấy thì viên bi nó sẽ bị đẩy sang một bên thì cái nỗ này nó vẫn hở này, cái nỗ ở dưới này nó vẫn hở. Và đến khi mà cuộn từ nó hút về thì nó sẽ kéo cái nẫy đẩy viên bi về đúng vị trí. Đúng vị trí thì là cái viên bi nó sẽ bịt cái nỗ thông hơi từ dưới lên thì nó sẽ là đóng áp suất nha các bác nhá, đóng áp suất. Đấy, vậy thì nó như này. Khi mà cuộn từ nó hút này nó đóng áp suất lại này, đây nó hút lại như này. Thì đồng thời nó sẽ đã đẩy cái nẫy nhựa này về đằng sau. Đấy, cái nẫy nhựa này, à cái nẫy này. Đấy, nó cũng giống như các cơ cấu của các dòng khác, nhưng mà các dòng khác thì nó sẽ cái nẫy nó sẽ dài hơn, nó to hơn. Đấy, nó kéo về đây. Đấy, thì nó để đằng sau để nó khi mình mở cái này này. Đấy, mở cái này thì bản thân cái này nó sẽ bị chạm vào cái phần nhựa này thì nó sẽ không bung được đúng không? Đây, nó không có gì để hai cái nẫy đây. Hai cái nẫy đây thì nó sẽ đẩy vào cái này, để nó đẩy vào hai cái nẫy đây nhá, nó sẽ đẩy vào hai cái này và nó móc cái này ngược lên thì nó sẽ bật cái vung ra, đúng không ạ? Bật cái vung ra. Nó không có một cái gì là quá phức tạp cả. Đấy hai cái nẫy này. Đấy, hai cái nẫy nhựa của cái nút cạp này thì nó sẽ móc vào hai cái sắt của cái móc này. Đấy và nó đẩy hai cái móc này ra khỏi cái nẫy ở dưới thì nó sẽ cái nắp hơi nó sẽ bật lên. Đúng không ạ? Vậy thì khi cái cuộn từ này nó hút về gọi là đóng áp suất đấy, đóng áp suất là vào khóa vung thì nó như này. Đấy. Như này gọi là khóa vùng này, nhưng mà chúng ta bật nó lên, đây nó vẫn mở bình thường đúng không? Nó vẫn mở bình thường mà có phải nó có nghĩa là cái khóa vùng này, cái khóa vùng này nó không có tác dụng, cái khóa vùng này không có tác dụng ở dòng Hitachi em nói nguyên bản nó mang như thế. Đấy thì em sẽ tháo tí nữa, em sẽ tiếp tục tháo một con hy gương nữa nhá, để em xem là cái cơ cấu của nó như nào. Còn con này đây khi nào đóng áp suất này và khóa vùng này đóng áp suất này giật về như này, đấy và nó đẩy cái nẫy về đằng sau. Nhưng đây các bác nhìn em bẩy lên, đây nó vẫn mở bình thường đấy, nó vẫn mở bình thường đấy, nên nó có vướng gì đâu, đúng không ạ? Nên tại sao sáng nói ấy, là dòng Hitachi nó không có khóa vùng, thực ra nó có khóa vùng nhưng không có tác dụng. Đây là chính là cái miếng nhựa này, chính là khóa vùng của nó, chính là khóa vùng của nó nhưng nó không có tác dụng. Đây, kéo cuộn từ này về này, kéo cuộn từ này về. Đây em sẽ mở cắm điện cho bác xem nhá. Đây cơ cấu hoạt động của nó. Đầu tiên là chúng ta đen vô. Đây em ấn nút phát thì nó sẽ kéo cuộn từ về này, nấu này. Chờ em một tí. Đưa về chế độ nấu nhanh đúng không? Tắt đi đây. Này. Nấu này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cuộn từ đã hút nhá. Em tắt đi này. Đấy, nấu này. Cuộn từ đã hút này, là đóng áp suất này. Đây là 45 phút rồi. Đây. Đấy, bác thấy không? Đóng áp suất nhá. Nhưng em vẫn mở đây này, em vẫn mở nhá. Đây. Cái phần nhựa này với cái phần vấu này nó rất xa nhau, là những cái phần nhựa này phải cao lên cơ thì nó không mở được, em vẫn mở đây. Anh nhìn thấy chưa? Đây, mặc dù nó đang là ở chế độ nấu nhanh, cuộn từ đã hút, không có tác dụng khóa vùng. Đấy em chia sẻ các bác như vậy. Ok các bác, tí em sẽ tháo con hy gương tiếp để em kiểm tra nào. Đây. Áp suất đóng rồi ạ. Đây em tắt đi nhá. Đấy em mở áp suất đây này. Ok chưa các bác? Đấy. Vẫn mở bình thường, nó không có giá trị.
Vâng, cảm ơn các bác nhé. Thì em sẽ tháo nốt con hy gương ra thì em sẽ quay cho các bác xem. Cảm ơn các bác rất là nhiều.